Kim Chi. Hỏng rồi. Kim Chi, nào, cái gì đây? Đĩa thịt của tao đâu? Đĩa thịt luộc của tao đâu? Trời ơi, mình luộc thịt, mình thái ra, mình để đĩa để trên bàn rồi. Tranh thủ tắm cho bọn chút chít với cả củ cái. Chẳng hiểu sao đứa thịt giờ bay luôn. Đến giờ ăn cơm trưa rồi, mình mới bắt đầu là chuẩn bị dọn cơm ăn thì giờ không còn gì ăn nữa rồi. Kiều Chi, sáng cho ăn rồi, sáng cho ăn no rồi mà vẫn còn ăn phụ thịt, bó tay luôn. Hôm nay là ngày thứ 27 của lũ chú chít rồi. Thì thời tiết hôm nay cũng rất là nắng ấm. Mình cũng sẽ tắm cho bọn nó. Đây, thời tiết mấy hôm trước thì nồm ẩm nên là cũng dễ sinh ra nấm, vi khuẩn. Hôm nay mình mua rất nhiều lá chè tươi đây, tắm về tắm cho cả bố, cả con. Bố thì bị ghẻ, con thì lần đầu tắm, cái lá chè tươi này đun đặc lên tắm có rất là tốt. Rồi, chỗ này mình mua là nửa cân luôn. Nửa cân thì rất là nhiều, mua với giá là 10.000 đồng. Bây giờ mình sẽ đun đặc lên cho bọn nó. Ông kia đã lội nào vào tắm này à? Ôi, nước chè đấy. Uống cái gì? Đây thì mình đã chuẩn bị xong hết cả nước rồi. Cái chậu nước này sẽ là chậu nước tráng đầu tiên cho bọn nó sạch sẽ đã. Sau đấy thì là chậu nước này, nước chè. Cả hai loại nước đều đã được pha rất là ấm. Tắm thoải mái, ông kia đâu đợi uống nước kìa. Thì có 8 đứa thì mình sẽ tắm 4 đứa một thôi. Cái chậu này nhỏ không thể tắm cho cả 8 đứa. Mà nếu mà tắm từng đứa một thì rất là lâu nên là tắm một lúc 4 đứa. Đây là lần đầu tiên bọn này được tắm đây. Lần đầu tiên được tắm luôn. Tráng cho sạch sẽ trước khi gọi là nghe nó nha, nghe nó nha, đừng bỏ ra. Nước ấm rồi mà, thoải mái mà. Bình tĩnh rồi, được rồi. Ngoan, tao ngoan nha. Nước có nóng đâu mà thở ghê thế hả mày? Lần đầu tắm á. Rồi, ngâm ngoan nha. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Nhìn rất là ghét.
luôn. Xong rồi lại từng đứa một, từng đứa một lau người nhá. Lau cái khăn này gần khô người luôn. Cho phơi nắng một tí là khô. Nước vẫn còn rất là ấm. Chút chết ngoan nào. Xóa cái gì, xóa cái gì, kêu cái gì. Bốn đứa này tắm rất là ngoan luôn. Để mấy đứa này cứ im ngầm nãy giờ này. Phê ông này được gãi đầu phê này. Nhắm mắt ngủ. Đây là bạn còi ngày xưa mở mắt đầu tiên này. Bạn ấy là bị một vết nấm ở trên đầu này. Mình phải cho bong hết cái vết nấm này ra rồi là cho cái nước trà tươi vào đây, đun đặc vào đây. Như này nó sẽ nhanh khỏi thôi. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Mấy bạn này ngâm rất là ngoan luôn. Lần đầu tiên tắm thấy là ngoan rồi, sạch sẽ rồi. Mình đi xin ngủ luôn trong đấy cũng rồi. Ông kia ông gác đầu lên ông ngủ luôn kìa. Cả hôm nay là cũng rửa hết trơn bằng nước chè đặc luôn. Đây, trời có tí nắng rồi đây. Cải béo sắp khỏi rồi, cố lên cải béo, cải ghé rồi, sắp khỏi rồi. Dáng ngồi kiểu gì đấy cải? Dáng ngồi phơi nắng kiểu gì thế hả? Nhìn gọi là không có chút sức sống nào ấy. Đây, bọn chút chít này đây. Tắm xong phơi nắng, tắm xong mình lau cái khăn kia là cũng gần khô rồi. Phơi thêm tí nắng nữa nè. Sạch sẽ thơm tho ngay. Đấy, kim chi cũng bò ra phơi nắng này. Cải béo sắp khỏi rồi, cố lên cải ơi. Nhìn khô hết vết thương rồi. Chắc
chắc tầm đôi ba ngày nữa khỏi thôi. Cài đạp xe ơi, cài đạp xe, cài ghế ơi. Kim Chi ơi,